vừa phối hợp cùng Trung tâm Y tế quận 8 tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe những bệnh nguy hiểm và vaccine quan trọng học sinh cần tiêm cho hơn 2.000 học sinh trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu. Hoạt động không chỉ nâng cao nhận thức phòng ngừa bệnh truyền nhiễm mà còn giúp các em hiểu rõ về tầm quan trọng của việc tiêm chủng, biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong bảo vệ sức khỏe. Và thông qua chương trình hôm nay thì bản thân em đã được cung cấp thêm thông tin về một số loại bệnh cũng như một số thông tin về vaccine để em hiểu hơn về việc nó giúp cho bản thân mình có thêm sức đề kháng. Sau chương trình hôm nay thì giúp cho các bạn học sinh có thêm những cái kiến thức về vaccine để chúng ta có thể tiêm vaccine và giúp cho sức khỏe cộng đồng tốt hơn. Những cái buổi chuyên sâu và đi vào những cái biện pháp cụ thể như ngày hôm nay thì thực sự là một điều mà các thầy cô cũng như các em học sinh của nhà trường luôn luôn mong muốn. VNVC rất là mong muốn không chỉ nâng cao về sức khỏe cho các em học sinh mà còn muốn lan truyền cái thông điệp là để bảo vệ được sức khỏe thì chúng ta cần có những cái biện pháp phòng ngừa một cách hữu hiệu. Không chỉ mang đến kiến thức bổ ích về phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, chương trình còn giúp các em hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của vaccine trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hệ thống tiêm chủng VNVC có đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và người lớn. 100% vaccine của VNVC được bảo quản theo chuẩn GSP, theo tiêu chuẩn quốc tế, vận chuyển an toàn bằng hệ thống kho lạnh di động đến các trung tâm. Quý phụ huynh và các em có thể liên hệ hotline 028 7102 6595 để được tư vấn chi tiết.